hành lá, đậu đũa, đậu bắp, đậu que, hủ tiếu, rau đắng đất, dưa leo tươi, dưa leo muối, đu đủ, hổ qua, bí đao, bí gợ, bắp cải, cà chua, cà tím, củ cải đỏ, khoai lang đường, rau má đồng, rau cải ăn sống, rau đủ áo, rau bùa ngót, cải xanh, cải ngọt, cải bắp thảo, bông súng đồng, hẹ vườn, me, ớt, trái khóm, củ gừng đây cô bác ơi. Chú bán cái này bao nhiêu năm rồi chú? 10 năm mà. 10 năm rồi, vì sao chú chọn cái nghề này vậy chú? Tại mình đi làm nặng không nổi á, làm hồ, làm nồn, làm không nổi. Thu nhập khá không chú? Thu nhập ngày cũng 200-300. 200-300 ngàn. Mình đi làm cũng như đi làm hồ vậy đó. Dạ, rồi cái những cái sản phẩm này là mình lấy ở đâu chú? Trong rừng, trong rừng. Trong rừng là ở huyện mình luôn hả chú? Huyện An Minh. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Hành lá, đậu đũa, đậu bắp, đậu que, hủ tiếu, rau đắng đất, dưa leo tươi, dưa leo muối, đu đủ, hủ qua, bí đao, bí gợ, bắp cải, cà chua, cà tím, củ cải đỏ, khoai lang đường, rau má đồng, rau cải ăn sống, rau đủ áo, rau bùa ngót, cải xanh, cải ngọt, cải bắp thảo, bông súng đồng, hẹ vườn, me, ớt, trái khóm, củ gừng đây cô bác ơi. Hành lá, đậu đũa, đậu bắp, đậu que, hủ tiếu, rau đắng đất, dưa leo tươi, dưa leo muối, đu đủ, hủ qua, bí đao, bí gợ, bắp cải, cà chua, cà tím, củ cải đỏ, khoai lang đường, rau má đồng, rau cải ăn sống, rau đủ áo, rau bùa ngót, cải xanh, cải ngọt, cải bắp thảo, bông súng đồng, hẹ vườn, me, ớt, trái khóm, củ gừng đây cô bác ơi. Hành lá, một bó 1 kg 10 ngàn, trên tươi một bọc 5 ngàn đây cô bác ơi. Hành lá, một bó 1 kg 10 ngàn, trên tươi một bọc 5 ngàn đây cô bác ơi. Hành lá, một bó 1 kg 10 ngàn, trên tươi một bọc 5 ngàn đây cô bác ơi. Hành lá, một bó 1 kg 10 ngàn. Hành lá, một bó 1 kg 10 ngàn, trên tươi một bọc 5 ngàn đây cô bác ơi. Hành lá, một bó 1 kg 10 ngàn.